Hello, Thích Nô TV xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh nhé. Đó, sáng giờ mình đem mấy con thú cưng cái mình đi ra mình phơi nắng, mình hạ thổ luôn bạn. Đó. Nói chung mà nuôi cái gì cũng vậy. Lâu lâu bạn để trong nhà rồi bạn đem nó ra chứ thôi nó bị yếu à, như cây cối như vậy, lan đồ như vậy. Đem ra phơi nắng cho nó hấp thu chất diệp lục rồi, vitamin D rồi. Đó. Bây giờ trưa rồi, mình đem ra bỏ trong cái vườn tân gia đó bạn. Đó. Ngoài đó đó ba cái lồng, còn con kia thì mình để trong nhà này. Cùng mình để phía trước của khách. Đó này nó cũng nổi khách trơn bạn. Nói chung mấy bạn nào mà nuôi mấy bạn không tin mấy bạn cứ để suốt năm này tháng kia con cu nó si mà nó đi phân nước nữa bạn. Để. Mà mấy bạn đem ra mà mấy bạn hạ thổ nó đi rồi phơi nắng cho nó ăn đất ăn này ăn kia vậy đó mà nó đi phân. Nhiều khi bạn mấy bạn cho nó uống thuốc tiêu chảy hay gì cũng vậy nó hết ăn thà nó cũng có lại à, thà mình đem ra cứ mình nhín chút thời gian cái mình ra mình bỏ cho nó phơi nắng nè, trưa trưa cái mình đem vô hoặc là nhà nào mà có ánh nắng mình để từ sáng nó chịu được có 4 gram á. Ở quê mình tháng này nè, tháng này tháng nắng rồi bạn. Đó. Bây giờ cũng trưa nè. Hoa 10 giờ nó nở rộ nữa bạn. Đó, thấy không? Đó, cái ao mình cũng cái cạn rồi nè. Bữa nào mình cũng dục lên lớp nữa. Đó. Thôi để mình lấy nó vô bạn ơi, chứ để nó nắng quá nó xỉu. Bữa nay sao nắng gắt quá. Đó. Để mình lấy nó vô. Nó nằm nó phơi các bạn, nói chung cu là nó phái phơi nắng đó. Còn cái con kia nó mổ đất nó ăn à, đó. Nói chung mình dở mình để mà gần gần mấy đất cục này nè. Đó, cho nó mổ ăn nè. Nói chung mấy bạn mà nhốt nó lâu á nó không có phơi nắng nó đi phân nước các bạn. Bạn cứ nếu bạn mà ở trong các bạn đem ra thường đi chứ sáng bạn ra đem ra 8 6 7 giờ sáng có nắng các bạn đem ra phơi lát rồi cái bỏ 2 tiếng vậy nè, hoặc như của mình xung quanh đây mình trong cái vườn tân gia của mình rào lưới hết trơn rồi đó, mình rào lưới hết xung quanh hết rồi cái mình đem ra đây mình thả nè. Còn mấy bạn không có thì mấy bạn canh chừng hoặc mấy bạn xúc đất vô trong mấy cái khay này nè, bỏ đất vô rồi để cái lồng nó lên cho nó ăn, chứ không mà bạn nhốt mình có con đây nè đó, như mình để ý mình lâu mình cả tuần 2 tuần nó hạ thổ à, là nó đi phân nước, còn mình hạ thổ liên tiếp 2 3 ngày là nó tự nhiên phân nó khô rồi, nó mổ đất này nó phơi nắng rồi mà. Phơi nắng cứ mình đem ra mình để vậy nè. Nói chung mình nuôi cu mình cho ăn đơn giản lắm ạ, tại vì mình chỗ mình nó ở thuộc vùng sâu vùng xa rồi, mua lại mấy cái tiệm chim nó cũng ít bán rồi mà xa chứ không phải là ít mà xa đi xa, nhiều khi mình mua về nó ăn hết á, mình cho ăn lúa mà nó 2 vụ lúa với mình trồng mấy cây bao bo á thì mình cho nó ăn thôi à. Chứ lâu lâu chứ giờ là bữa giờ dịch giả điều kiện kinh tế cũng khó khăn mua nó cũng hơi ấy rồi tốn kém. Mình đây sáng bữa nào mình ra phơi nắng này đó. Cái lâu lâu bạn ấy cho nó cho nó thấy mặt nhau nó gái mà. Còn nó gái. Đấy, con kia nè.
mình lại gần là nó thấy nó ấy lên cái cây nó đạp mà không có, mình tính mình kiếm con máy mình ghép, mình có còn con máy trong cái LV kìa. Mình bắt ra mình ghép. Còn cái con này là con cu Việt Nam này. Đó. Nói chung mấy con này nó cũng thành khách rồi mà. Mình nói chung mình nuôi cũng được năm mấy rồi. Con này. Nói chung mấy bạn nuôi cu khách hoặc là cu cu 17 rồi. Mình cũng lâu lâu mình tập chứ mình nhiều khi mình không đi bẫy, mình để hoài cái nó cũng im lè, nó không gái. Mình tập cho nó sung máu rồi, căng lửa lên. Mình cũng cho ăn lúa không à. Nó mình hạ thổ vậy nè, đó, mình lột hết mình để đất cục nè, nó mổ nó ăn. Tối là hót răng rời luôn, mình bốn con ở trong kia, một con khách thái bông ở trong kia nè. Ông này muốn đập máy, giờ có con máy để vô là quất liền. Nói chung mình nuôi cứ điều đặn bằng đem ra phơi nắng nè, hạ thổ nè, nước nôi. Bạn nào mà có điều kiện thì mấy bạn mua gì ta, ngũ cốc á, nó có bán ngoài tiệm bán đủ đâu bạn, nó trộn lúa này, nói chung là lúa bo bo, hạt kê, đậu xanh, nói chung là mấy cái hạt đó nó bán đủ luôn á. Mấy bạn mua về bịch nó cũng mười mấy 20 ngàn gì, nhưng mà nuôi số lượng ít đó nha. Còn mình nuôi trời mấy chục con nó cho ăn là ngán. Mấy bạn nuôi số lượng ít thì mấy bạn mua cho nó ăn cho nó sung giống vậy, nó sung hơn. Còn mình cứ nuôi tự nhiên không à, tại vì mình nghĩ nè, như mấy con cu này nó ở ngoài đồng á, như mấy con cu này nó ở ngoài đồng nó đâu có ấy đâu, chẳng hạn như ở vùng mình đồng gì có hạt bo bo, có chỗ thì nó trồng, chỗ nào ta trồng ta bán á, nó lợi nó ăn thôi, chứ còn không cái là nó ăn lúa nè, nó mổ đất với mấy cái hạt bông cỏ đó bạn, nó bông cỏ mày nè, mấy bông cỏ ngoài đó, đó mấy cỏ có voi rồi đó, nó có bông nó rụng hoặc bông cỏ rồi nó ăn hạt này hạt kia đó, hạt cải, nói chung có hạt là nó ăn, nó cũng sung đó. Chứ mình nuôi là chủ yếu là tự nhiên không ạ, ít có mua ấy đó. Tại vì mình nuôi số lượng nhiều. Còn mấy bạn nào mà nuôi kinh doanh thì mình ăn cho cu nó sung nó ấy ha. Nói chung mình nuôi cái gì cũng vậy, cho hai người mình vậy thôi. Mình uống thuốc hoặc là gì đó mình ấy, chứ thời gian nó cũng giảm sút. Mình cứ tuân theo quy luật tự nhiên, đêm gặp phơi nắng đó nè. Với con cu của mình nó mình để gần người các bạn, nó cái lông đuôi nó không có ấy, nó thon, nó ấy, nó không bị gãy nữa. Mấy con cu nó dạng á, à, nó không bị gãy, lông nó mượt, mình tập cho nó dạng á, nắng thở rồi.
Thôi video của mình cũng đến đây cũng đã dài rồi. Chia sẻ một số cách mình hạ thổ, mình chăm sóc cua hàng ngày cho nó nhanh nổi, cho mấy bạn mà mới biết chơi á tham khảo. Còn mấy bạn nào mà chơi lâu thì có gì thấy mình ấy thì góp ý cho mình. Nói chung cũng bỏ qua, mình dạng mình chơi dạng truyền thống rồi. Xưa giờ mình nuôi tự nhiên không, mà mình không có cho ăn cái gì mà ấy, mình chỉ cho lúa dưới nước thôi. Lâu lâu thì mình có bo bo, mình nhà mình có trồng á, mình cho nó ăn thêm thôi. Mình chia sẻ cho các bạn, mình quay lại như mình làm kỷ niệm luôn đó. Video của mình đến đây xin tạm kết thúc và hẹn các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.